Vớt hàng trăm quả bóng xanh trôi dạt trên biển, anh chàng vô cùng bất ngờ khi biết chúng thực sự là gì. Màu sắc và số lượng bóng xanh đã thu hút sự chú ý của gia đình anh chàng, cho đến khi mọi người phát hiện ra sự thật. Một gia đình người Mỹ trong chuyến đi chơi cùng nhau ngoài biển đã vô cùng bất ngờ khi thấy quang cảnh hàng trăm quả bóng màu xanh trôi dạt trên biển. Vì tò mò, họ đã quyết định dùng công cụ bắt cá để vớt chúng lên thuyền. Tuy nhiên khi lại gần và quan sát rõ hơn, họ lại nhận ra, thì ra đó không phải là những quả bóng. Nhìn hình dáng của chúng, người chồng đoán đó là những con sứa. Tuy nhiên vẫn còn rất nghi ngờ. Từ trước tới giờ, anh ta chưa từng gặp con sứa nào có hình dáng như vậy. Trông chúng giống như những quả vị quất. Khi cầm trên tay, anh ta thấy chúng có bề mặt mịn màng, thân của nó có hình dạng như một cái túi rỗng, cũng gần giống như một cái ô. Phía bên dưới túi là các tua xúc giác. Cuối cùng đó là sinh vật gì, anh chàng quyết định tìm hiểu đến cùng. Sau đó, người đàn ông tìm kiếm thông tin trên các trang mạng và được biết đó là loài sứa vỏ. Chúng phân bố rộng rãi ở miền đông nước Mỹ đến các vùng biển rộng lớn của Brazil. Chuyện kỳ bí, tâm linh quanh ngôi đền ở Hưng Yên. Ngôi đền linh thiêng. Theo lời kể của ông Thịnh, ban di tích đền Tân La, đền Tân La thờ bác nàng tướng quân, tên thật là Vũ Thị Thục, một vị tướng xuất sắc trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vũ Thị Thục là một người con gái nổi tiếng xinh đẹp, võ nghệ giỏi. Do không cưới được bà, thái thú Giao Chỉ, lúc đó là Tô Định, đã giết hại cha mẹ và cho quân lùng bắt Thục Nương. Bà đã chạy thoát ra phía sông Hồng, xuôi thuyền đến vùng Tân La thuộc đảo Sơn Nam, nay là Tân La, xã Bảo Khê, Hưng Yên. Tại đây, bà đã chiêu binh mãi mã, huấn luyện quân thủy, bộ, tích trữ lương thảo. Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng chuẩn bị khởi nghĩa Mê Linh, đã cho sứ giả đem hịch đến vời Thục Nương, đưa quân bảo hộ gia nhập đội quân khởi nghĩa do hai bà lãnh đạo. Bà được phong là bác nàng đại tướng quân Trịnh Thục công chúa. Khi Hai Bà Trưng tự vẫn trong cuộc chiến với quân Mã Viện, Vũ Thị Thục rút quân về vùng Tân La chiến đấu. Bác nàng tướng quân mất ngày 16 tháng 3 năm Quý Mão, năm 43. Để ghi nhớ công lao của bà, nhân dân vùng Tân La đã lập đền thờ. Tuy nhiên, ban đầu quy mô còn khá nhỏ. Dân gian kể rằng, trong một đêm ngủ tại đền, ông Lãnh Thành nghe thấy tiếng hổ gầm. Ông cho rằng, ngài linh thiêng hiển linh ở đây nên đã xin nhân dân xây dựng đền Tân La lớn như hiện tại. Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp bao lần có ý định phá đền nhưng đều không thành. Không biết vì lý do gì, nhưng chỉ cần lính Pháp bước chân vào cửa đền là như người bị thôi miên, mất hồn. Ông Thịnh kể, lính nó cứ đờ cả ra nên dân quân mình mới bắn được. Nhân dân ở đây tin rằng bác nàng tướng quân đã hiển linh nên 5 lần 7 lượt thực dân Pháp vẫn không thể thực hiện được giả tâm của mình. Và những điều lạ lùng ở lễ hội. Ngày hội chính của lễ hội đền Tân La là năm 16 và 17 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, hiện nay để phục vụ lượng khách thập phương đến cúng bái thì di tích đã mở cửa từ đầu tháng. Điều kỳ lạ là những ngày đầu tháng, trước khi diễn ra hội chính, bao giờ trời mưa cũng rất lớn. Mưa thường kéo dài gần một tuần lễ. Sau đó trời lại nắng ráo thuận lợi. Người dân địa phương nơi đây gọi là mưa dội cửa đền. Các cụ trong làng lý giải, tháng 3 là mùa lễ chính nên trước khi hội chính diễn ra, trời làm mưa để thanh sạch gột rửa những bụi bẩn và chuẩn bị cho những ngày lễ linh thiêng. Sau khi lễ hội kết thúc, cũng có một trận mưa lớn gọi là mưa đóng cửa đền. Ông Thịnh khẳng định chắc chắn rằng, từ lúc ông nhận thức được thì chưa năm nào hội đền Tân La không có hai trận mưa như vậy. Mưa bao giờ cũng trùng vào thời điểm mở đầu và kết thúc của lễ hội. Những chuyện huyền bí vào những ngày lễ hội ở đền cũng chỉ có những cụ cao tuổi mới nắm rõ. Trước đây, đêm đêm các cụ trong đền thường thấy một đôi rắn đua vắt ở các thanh xà gần phía bài vị, nhưng rất lành, không bao giờ cắn người. Nhân dân nơi đây vẫn gọi là thánh hiển linh. Vào ngày rằm tháng 3 âm lịch, nhân dân rước bát nhang từ đền Tân La qua đình Ba Nóc trình ông Thành Hoàng Làng
và xuống dưới chùa Hoàng Bà. Đến ngày 17, tiếp tục rước lại bát nhang từ chùa Hoàng Bà về đền. Người khiêng kiệu phải là nam chưa vợ và gái chưa chồng. Người dân cho rằng họ phải là những người đồng trinh, như vậy mới đủ sạch sẽ để rước bát nhang về chùa. Nếu ai vi phạm điều này, khi hô lễ bắt đầu sẽ ngã hoặc ngất. Người dân ở đây cho rằng họ bị thánh vật, thánh quở. Một hiện tượng khó giải diễn ra trong lễ hội là kiệu bay, kiệu quay. Thông thường khi rước kiệu, từ cửa đền ra, kiệu sẽ quay một vòng. Trên đường đi vào những chỗ ngã ba, ngã tư thì kiệu sẽ quay. Và mặc dù phía trên kiệu có bài vị, có am đựng nước, nhưng không bao giờ bị rơi. Ông Dạnh, một người cao tuổi trong làng, khẳng định, ngài đã ngự rồi thì kiệu có bay đến mấy cũng không đổ. Huyền tích về sự ra đời của đền Tăng La gắn với bà Đào Thục Nương là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, những câu chuyện đầy bí ẩn xoay quanh ngôi đền vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!